lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Bão lũ làm nhiều người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập nước, sập đổ, hư hỏng. Hàng ngàn hecta lúa hoa màu bị ngập, vùi lấp, nhiều gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng nặng, nhiều khu dân cư đang bị chia cắt cô lập. Hàng ngàn hộ dân phải di chuyển nhà ở tạm thời do ngập nước và sạt lở đường giao thông. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nhường cơm sẻ áo, tương thân tương ái, cùng chung tay ủng hộ kinh phí để chia sẻ ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trân trọng ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch và kịp thời chuyển kinh phí ủng hộ về Ban vận động cứu trợ Trung ương để góp phần giúp nhân dân ổn định đời sống, vượt qua khó khăn. Thời gian tiếp nhận từ ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, mọi sự ủng hộ xin gửi tới Ban cứu trợ cấp tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, số điện thoại 02973862063, 02973876568, số tài khoản 3751-0904-9979-00-000 tại kho bạc nhà nước Kiên Giang, số tài khoản 10000070762924959 tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kiên Giang. Nội dung ủng hộ ghi rõ, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ. Ủng hộ bằng tiền mặt tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, số 33 Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Dân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch đã ký Lê Thành Việt.